Luồng hàng hải khổng lồ từ Ấn Độ Dương đi Thái Bình Dương và ngược lại qua eo biển Malacca và nhận dùng biển hẹp phía nam bán đảo Malaysia làm trạm dừng chân. Từ đây, một làng chài hẻo lánh đã biến thành một trong những nền kinh tế hàng đầu thế giới mang tên Singapore. Từ những chuyến hải trình vạn lý, những con tàu đã mang cả thế giới đến đây và đảo quốc Sư Tử năm xưa đã trở thành một hải cảng quan trọng bậc nhất thế giới. Vị trí địa lý thuận lợi cùng những chính sách phù hợp đã không chỉ giúp Singapore thành nền kinh tế hùng mạnh mà còn biến hòn đảo cằn cỗi năm xưa thành một quốc gia xinh đẹp và thân thiện. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị những ghi chép về đảo quốc này qua ký sự mang tên Một tháng Tân Java. Mời quý vị cùng theo dõi. Sau vài giờ vượt đại dương từ thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta có thể yên lòng tản bộ để đắm mình trong không gian thật rộng lớn, tiện nghi, hiện đại nhưng cũng rất gần gũi với thiên nhiên của sân bay Changi. Chưa cần phải mất thời gian thăm thú phố phường, mọi người cũng đã có thể cảm nhận được sự thịnh vượng và hiếu khách của đất nước Singapore ngay từ vẻ lộng lẫy của không cảng đẳng cấp năm sau này. Những thông điệp mà phi trường lớn nhất Đông Nam Á mang đến như là một lời chào hỏi đầy thân thiện và là một màn giới thiệu ấn tượng về đất nước Singapore xinh đẹp, hứa hẹn nhiều điều thú vị mà chúng tôi sẽ được trải nghiệm trong những ngày sắp tới. Sân bay quốc tế Changi không chỉ là điểm trung chuyển hành khách, hàng hóa quốc tế lớn nhất khu vực châu Á, mà còn là một tổ hợp vui chơi, giải trí khổng lồ, đủ sức làm hài lòng cả những du khách khó tính nhất. Tại bất cứ đâu trong phạm vi sân bay Changi, hành khách đều có thể cảm thấy thoải mái, sang trọng như ở ngay trong phòng khách biệt thự của chính mình. Trong đó, một địa điểm rất đặc biệt mà bất cứ ai đến Singapore đều phải một lần trải nghiệm đó là thác nước xoáy trong nhà cao nhất thế giới, The Grand Vortex, với độ cao hơn 40m, một địa điểm check-in đầy tự hào của du khách. Nằm ở phía đông bắc của Singapore, sân bay Changi có diện tích 1.500 hectare, một con số quá lớn nếu biết rằng tổng diện tích của Singapore là hơn 72.000 hectare một chút, nghĩa là cả nước chỉ đủ xây dựng được 48 sân bay này mà thôi. Trước dịch Covid-19, Changi đã đạt công suất tiếp đón khoảng 73 triệu lượt hành khách, tức là gấp 11 lần dân số của Singapore cùng hơn 2 triệu tấn hàng hóa. Trung bình mỗi năm, các hoạt động tại sân bay quốc tế Changi mang về cho đảo quốc Sư Tử hơn 4,5 tỷ đô la. Sân bay này hiện có 4 nhà ga hiện đại, nhưng một nhà ga khác, nhà ga T5 lại đang được xây dựng, có công suất phục vụ bằng tổng công suất của 4 nhà ga cũ cộng lại. Dự kiến, việc đi vào hoạt động của nhà ga T5 không chỉ có ý nghĩa lớn với nền kinh tế của quốc đảo Sư Tử, mà còn trở thành nhà ga sân bay lớn nhất thế giới, có thể đáp ứng được 50 triệu lượt khách mỗi năm, nâng công suất phục vụ toàn sân bay lên 130 triệu hành khách một năm. Rời không cảng Changi, men theo bờ vịnh phía đông nam Singapore, trên cao tốc ECP có chiều dài 14 cây số với vô số công viên, bãi biển, khu vui chơi giải trí, vân vân, cùng bạt ngàn cây xanh. Chúng tôi cảm thấy những giây phút đầu tiên trên đảo quốc này trôi qua rất nhanh. Đất nước láng giềng nổi tiếng của chúng ta dần hiện ra trước mắt với sự lộng lẫy vượt rất xa những gì mà chúng tôi có thể tưởng tượng về một quốc gia được mệnh danh là một trong những con rồng của châu Á. Và trong tâm trạng háo hức đó, chẳng mấy chốc thì chuyến xe bus có tay lái phía bên phải đã đưa chúng tôi vượt 1/3 chiều dài đất nước để đến với trung tâm của thành phố biển Singapore. Cũng là thủ đô của đất nước đầy nắng, nhiều đường nét và rực rỡ sắc màu này, vịnh Marina. Như bước vào một thế giới khác, khi trải ra trước mắt chúng tôi là một quần thể các công trình kiến trúc mà tòa tháp Marina Bay Sands ngạo nghễ dương cao làm điểm nhấn. Khối kiến trúc khổng lồ và nổi tiếng này chứa đựng rất nhiều kỷ lục thế giới, tọa lạc bên bờ nam của vịnh Marina.
làm biểu tượng về sự thịnh vượng của thành phố bên bờ eo biển Singapore. Marina Bay Sands là khu nghỉ dưỡng phức hợp khách sạn cao cấp, khu mua sắm, trung tâm hội nghị đẳng cấp thế giới và hồ bơi sang trọng, có góc nhìn tuyệt đẹp, bao quát cả thành phố. Ba tòa tháp cao 55 tầng đầy lãng mạn này được xây dựng trên diện tích 15 hectare với chi phí lên tới 5,5 tỷ đô la Mỹ. Trên đỉnh ba ngọn tháp là sừng sững khối kiến trúc được cách điệu hình dáng con tàu có tên Sky Park với chiều dài hơn cả chiều cao của tháp Eiffel của Pháp. Con tàu khổng lồ giữa trời này đủ rộng để có thể chứa 4,5 chiếc máy bay A380. Con tàu Sky Park cũng chính là thiết kế đặc biệt tại tổ hợp khách sạn Marina Bay Sands lấy cảm hứng từ vườn treo Babylon. Đây là nơi sở hữu bể bơi cao nhất thế giới, 200 mét so với mặt đất. Quả thật, sức tưởng tượng không giới hạn của con người đã được thể hiện ở khối kiến trúc được xem là của tương lai này, khi một cấu trúc thép khổng lồ ngạo nghễ dắt qua ba đỉnh tháp khiến toàn bộ công trình như một cổng chào của Singapore bên bờ vịnh Marina. Công trình đồ sộ này là tác phẩm của kiến trúc sư người Mỹ gốc Do Thái Moshe Safdie. Ông cũng là tác giả của những công trình nổi tiếng khác như Bảo tàng thảm sát Yad Vashem của Israel, Trung tâm triển lãm thế giới Montreal ở Canada, vân vân. Trung tâm hội nghị tại Marina Bay Sands có diện tích 120.000 m2 và tại đây, rất nhiều cuộc họp thượng đỉnh mang tầm vóc thế giới cũng đã được tổ chức. Địa điểm này có sức chứa 45.000 đại biểu, có 2.000 quầy triển lãm và 250 phòng họp. Đặc biệt, các phòng họp có thể linh động điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu mà sự kiện tầm cỡ như Diễn đàn Logistics Toàn cầu TOC Asia 2022 là một ví dụ. Từ dưới chân đỉnh tháp Marina Bay Sands, nếu đi bộ để tham quan quanh vịnh Marina xinh đẹp, chúng ta có thể chạm vào một công trình nghệ thuật có 102, đó là chiếc cầu Helix Bridge. Đây là công trình giao thông có cấu trúc xoắn kép đầu tiên trên thế giới được khánh thành vào năm 2010. Cây cầu đã trở thành một trong những địa điểm tham quan nổi tiếng ở Singapore. Người thiết kế lấy cảm hứng từ sự sắp xếp hình học của một chuỗi DNA có chiều dài 280 mét. Xuyên qua kiến trúc này, chúng ta sẽ nhìn thấy Bảo tàng Khoa học Nghệ thuật Art Science. Đây lại là một công trình kiến trúc đặc biệt khác, tôn thêm sự hấp dẫn của quần thể kiến trúc quanh vịnh Marina. Kiến trúc của Art Science được cách điệu hình ảnh bàn tay. Singapore hiếu khách luôn đón chào thế giới đến với đất nước này. 10 đầu ngón tay hướng lên đón lấy nguồn năng lượng và thanh lọc nguồn ánh nắng chói chang của miền nhiệt đới. Từ công viên sư tử mình cá, nhìn về phía trái là nhà hát Esplanade với lối kiến trúc rất lạ mắt. Người ta nói, nếu nhà hát opera hình giỏ sò là niềm tự hào của Sydney, thì Esplanade còn gọi là nhà hát hình trái sầu riêng, chính là niềm tự hào của người dân Singapore. Nhà hát trái sầu riêng là nơi tổ chức nhiều sự kiện đáng chú ý như sự trở lại của vở nhạc kịch kinh điển Les Miserables, tức Những người cùng khổ của đại văn hào Victor Hugo. Ở bên phải vịnh Marina, theo hướng nhìn từ Melon Park là khu cao ốc văn phòng, căn hộ cao cấp và là trung tâm tài chính Singapore, một quần thể kiến trúc khác, biểu tượng đầy tự hào về nền kinh tế phát triển vượt bậc tại đảo quốc này. Ngoài hàng trăm tập đoàn đa quốc gia sử dụng các cao ốc chọc trời này làm trụ sở khu vực, nơi đây còn có phần lớn trong số hơn 4.000 công ty Trung Quốc chọn Singapore làm bệ phóng khi thâm nhập thị trường Đông Nam Á. Không chỉ là trung tâm tài chính có năng lực sánh với các trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, đây còn là khối kiến trúc hiện đại mang dáng dấp kiến trúc phương Tây, đặc trưng cho nền kinh tế có ảnh hưởng từ các nhà đầu tư Âu Mỹ. Phải nói là khu tài chính của Singapore mặc dù nhỏ thôi nhưng mà tài chính của Singapore là nằm cũng top thế giới rồi. Mình biết là trên thế giới thì có New York, có London, Tokyo, Hồng Kông, Singapore. Ban đêm về trung tâm này nó vẫn lên đèn. Có nghĩa là hầu như cái trung tâm này họ làm việc 24/24. Ban ngày họ làm việc với châu Á,
Và ban đêm họ bắt đầu họ kết nối với phương Tây. Đó, thì trong đây là các bạn nói là hơn 100 ngân hàng nổi tiếng trên thế giới nằm ở khu này. Đó là một cái túi tiền của Singapore. Đó là vô trung tâm cái nữa là có khó khu Marina Bay Sands. Marina Bay Sands này mình đi qua, đi bộ qua cái tới là cái khu mà nãy em nói gần Marina Bay rồi. Nó có một cụm luôn. Rồi đi bộ nhìn phóng tầm mắt ra thôi mình đã thấy nhà hát trái sầu riêng, thấy cái tượng sư tử mà lai anh. Đó. Có nghĩa là một cụm thôi, mình có thể đi bộ mà mình tham quan được một cụm này luôn. Chỉ qua góc nhìn hạn hẹp từ bên ngoài, chúng tôi cũng đủ cảm nhận rằng vịnh Marina quả thực là nơi hội tụ nhiều đường nét, màu sắc và những thông điệp độc đáo, đủ sức làm nôn nao người chưa từng đến, làm say đắm lòng người đang chiêm ngưỡng, níu chân du khách sắp sửa chia tay và cũng thôi thúc người lữ hành trở lại với đảo quốc này. Nhưng Singapore không chỉ có duy nhất quần thể kiến trúc khu trung tâm này, cho nên dù hãy còn chút vấn vương, chúng tôi cũng đành phải tạm biệt không gian đầy quyến rũ quanh bờ vịnh Marina, nhất là khối kiến trúc Marina Bay Sands lãng mạn, một tác phẩm nghệ thuật được cho là đã làm thay đổi đường chân trời phía nam của Singapore. Đến với quốc gia đã thu hút lượng khách du lịch quốc tế gấp 3 lần dân số của mình, tức là trên dưới 20 triệu người mỗi năm, du khách không thể không đến với thiên đường mua sắm Ocha, nơi được xem là điểm đến của những tín đồ thời trang và những du khách giàu có. Nếu như những năm 1950 của thế kỷ trước, nơi đây chỉ là khu nghĩa trang hoang vắng, thì giờ đây, trước mắt chúng ta là cả một sự tráng lệ thể hiện sự xa hoa bậc nhất không chỉ ở phạm vi Singapore. Ngoài khu mua sắm và giải trí nổi tiếng nhất châu Á, thu hút hơn 7 triệu du khách mỗi năm, Orchard còn là nơi tổ chức các buổi trình diễn đường phố, triển lãm ngoài trời hấp dẫn và là nơi luôn dẫn đầu các xu hướng thời trang mới nhất. Chưa nói đến những cửa hiệu sang trọng, những nhà hàng xa hoa, những khu giải trí cao cấp ở bên trong, chỉ cần nhìn ngắm ở bên ngoài, khu phố này vẫn toát lên vẻ hào nhoáng ít nơi nào có được. Nếu như ở Tokyo, Nhật Bản nổi tiếng bởi thiên đường mua sắm Ginza, tụ điểm giải trí cao cấp giao lộ Shibuya, thì Singapore tự hào có phố Ocha. Singapore là quốc gia đa sắc tộc, đất nước này còn lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc trưng, trong đó nổi bật là sự giao thoa của các nền văn hóa Ấn Độ, Mã Lai, Trung Hoa và văn hóa bản địa. Sự pha trộn rõ rệt trong phong cách kiến trúc tạo nên những sự khác biệt không nhàm chán từ các công trình xây dựng. Tuy nhiên, lịch sử phát triển của đảo quốc này gắn liền với sự có mặt của người phương Tây, nên trong tổng thể kiến trúc nhà cửa ở đây, chiếm ưu thế vẫn là các tòa nhà cao tầng hiện đại theo kiểu Âu Mỹ. Dù đất đai không cò bay thẳng cánh, nhưng nhà cửa ở đây được sắp xếp rất rộng rãi, thông thoáng, khoa học và tối ưu cho tính nghệ thuật. Tất cả các công trình, dù lớn hay nhỏ, ngoài diện tích xây dựng thì bên cạnh luôn luôn có một không gian khá lớn để trồng cây xanh. Chính diện tích dành cho cây xanh rất lớn ở mỗi công trình đã khiến cho nhà cửa kiến trúc trở nên xanh hơn và đẹp hơn. Ngoài công năng, tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian thì mỗi công trình đều chứa đựng những thông điệp của riêng mình. Nên có thể nói, mỗi công trình ở Singapore là một tác phẩm nghệ thuật tạo nên một tổng thể kiến trúc rất hiện đại và có tính giải trí rất cao. Điều đáng nói là, trên nền tảng nền kinh tế phát triển, chính phủ Singapore đã có những chính sách đột phá để xây dựng cuộc sống một cách thông minh, để người dân hưởng thụ thành quả trong phát triển một cách tối ưu nhất. Đại dương đã tặng cho vùng cận xích đạo này món quà mang tên Singapore phát triển. Còn người ở đảo quốc này đã biến món quà đó trở thành một tác phẩm nghệ thuật đẹp lung linh. Bằng những hướng đi khác biệt, những chính sách đột phá cùng những chương trình hành động triệt để, có thể khẳng định tác phẩm nghệ thuật mang tên Singapore đang tự hào, rực rỡ dưới cái nắng của miền nhiệt đới, làm cảm hứng cho nhiều quốc gia trong việc phát triển đô thị, xây dựng đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.